hôm nay tôi ra ATM rút tiền. Sẽ không có chuyện gì để nói nếu máy ATM không đưa ra một loạt tờ 200.000 đồng mà số CG theo thứ tự. Nhìn là biết đây là tiền mới in. Tự nhiên tôi chợt nhận ra rằng đây là cái phao cứu chết cho chính phủ, bất động sản và chứng khoán. Nhưng vì sao chính phủ lại in tiền? Một, In tiền là cách dễ và nhanh nhất để trả nợ và chi trả ngân sách. Nếu thiếu thì in thôi. Không mất công sức đi vòng vòng gom tiền từ nhân dân làm gì. Hai, in tiền là cách ăn cướp thầm lặng không tiếng ồn. Giờ nếu tôi thò vô túi bạn ăn cắp 10% thu nhập của bạn thì bạn có tức hay không? Tức. Giờ tôi in tiền là tôi vẫn ăn cắp 10% thu nhập của bạn, bạn phản ứng ra sao? Bạn im lặng. Ba, in tiền là cách thu thuế không tốn sức, không tốn thời gian. Bốn, in tiền làm tăng giá bất động sản và chứng khoán. In tiền thì càng có nhiều tiền lưu thông, mấy đồng tiền đó phải chạy vô chỗ nào đó đi lòng vòng thì sẽ vô bất động sản và chứng khoán. 5. In tiền giúp giảm và xóa nợ xấu. Ngân hàng đang có nợ xấu hả? Không vấn đề gì cả. In tiền rồi mua trái phiếu hay phần nợ nào đó là hết nợ xấu ngay. Vô tư và cho vay thôi. 6. In tiền làm dân cảm thấy giàu có vì căn nhà cấp 4 của họ ngày càng lên giá. 7. In tiền thì khi giá cả lên giá, mình có thể đổ lỗi cho doanh nghiệp tham lam Giá tăng vì lòng tham chứ không phải vì chính phủ in tiền nhé. 8. In tiền làm tăng lợi nhuận doanh nghiệp một cách giả tạo. Khi nhiều lượng tiền được bơm vào nền kinh tế thì doanh thu sẽ tăng. Dù thực chất doanh nghiệp đang lỗ nhưng vì lượng tiền được in nên trên bảng kế toán thì đang lời và lời rất cao. 9. In tiền là cách rẻ nhất để trả lương cho công chức. 10. In tiền là cách rẻ nhất để mua đất, trả giá rẻ bèo rồi bán lại với giá cao. Thực ra có tốn đồng nào đâu, tiền được in ra mà. 11. In tiền làm tăng GDP, dù thực chất giá trị thật chẳng tăng, nhưng giá trị tính theo tiền sẽ tăng. 12. In tiền tạo ra sự phồn vinh giả tạo. Ai cũng muốn có nhiều tiền hơn, tiền in cũng được, nhưng cứ có thêm tiền là thích. 13. In tiền để cho mấy ngân hàng có thêm tiền để cho vay, đám dân đen ngu ngốc kia đang đi làm kiếm tiền để trả, nhưng họ đâu biết rằng ngân hàng có tốn đồng nào đâu. 14. In tiền làm giảm nợ công trong nước Thì thiếu tiền thì cứ in để trả thôi Và cuối cùng In tiền là cách phổ biến nhất để có tiền Nước người ta in tiền mới có lạm phát Còn nước mình là nước vô sản Thì làm sao có lạm phát được Cứ thế mà in thôi Vì sao lạm phát là cướp Giờ tôi thỏ vô ví bạn lấy tiền của bạn Đó có phải là cướp không Giờ tôi chìa súng vô đầu bạn Kêu bạn thỏ tay vô túi lấy tiền đưa cho tôi Đó có phải là cướp không Giờ tôi đe dọa bạn để bạn đưa tiền cho tôi, đó có phải là cướp không? Giờ tôi tống tiền hay tống tình bạn để ép bạn đưa tiền cho tôi, đó có phải là cướp không? Giờ bạn đang ăn ủ bánh mì, tôi tới cạp phân nửa, không xin phép, đó có phải là cướp không? Giờ bạn đang uống nước, tôi nhảy vô uống ké, không xin phép, đó có phải là cướp không? Giờ bạn có 10 trái táo, tôi lấy bớt của bạn 3 trái, đó có phải là cướp không? Giờ bạn có 10 đồng, tôi lấy của bạn 3 đồng, đó có phải là cướp không? Giờ tôi đưa bạn tờ giấy đại diện cho 10 trái táo, nhưng tôi in thêm giấy đó và đưa cho người khác. Họ lấy giấy đó đi đổi 5 trái táo, kết quả là bạn chỉ còn 5 trái. Đó có phải là cướp không? Giờ bạn để tiền vô ngân hàng, sau một năm số tiền đó mất 10 đến 20% giá trị, đó có phải là cướp không? Giờ bạn để dành tiền mua xe, nhưng sau một năm xe lên giá 10%, đó có phải là cướp không? Giờ cái tiệm phở đầu đường trước đây bán một tô 40.000 đồng, giờ nó lại tăng lên 60.000 đồng, đó có phải là cướp không? Giờ tôi là ngân hàng, tôi có nợ xấu, tôi kêu ngân hàng nhà nước in tiền để bù lỗ, đó có phải là cướp không? Giờ tôi là chính phủ, tôi in tiền khiến tiền bạn ngày càng trở nên mất giá, ngày mua được ít đồ hơn, đó có phải là cướp không? Là cướp chứ còn gì nữa. Lạm phát là cướp. Nó là cướp vì nó đã lấy đi giá trị thực của đồng tiền bạn sở hữu. Nó là cướp vì nó đã lấy đi một phần mồ hôi nước mắt của bạn mà bạn không hề hay biết. Nó là cướp vì thay vì mua được 10 ổ bánh mì thì bạn chỉ có thể mua được 7 ổ, 3 ổ kia đã bị lấy đi trong âm thầm. Nó là cướp vì nó đã cướp đi công sức của bạn. Nhưng khác ở chỗ là thay vì thò tay vô túi tiền của bạn đã lấy, đưa súng lên đầu bạn để ép bạn trả thì nó cướp tiền của bạn một cách âm thầm lặng lẽ. Bạn vẫn sống mà không hề hay biết khác ở chỗ là thay vì tốn công chuẩn bị hay tốn công hành động để cướp được tiền thì nó chỉ cần in tiền là xong việc nó khốn nạn ở chỗ là trong khi bạn phải đi làm để kiếm tiền thì nó chỉ việc in tiền là có tiền vui nhỉ nào cũng in tiền nào cần gì phải động não cần gì phải đi làm chi cho mệt hãy học hỏi ta thiếu tiền thì in thôi quý vị và các bạn thân mến vừa rồi là phần bình luận có tựa đề 15 lợi thế của việc in tiền và vì sao lạm phát là cướp. Bài viết được đăng trên website Cà phê Cú Búa. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi và xin đừng quên bấm đăng ký để cập nhật tin tức mới nhất về hiện tình Việt Nam. Tin đồn đổi tiền khi nào Việt Nam có thể đổi tiền là nhan đề bài viết của blogger Phạm Chí Dũng mà chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị sau đây. Cho dù Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã chính thức bác bỏ tin đồn xuất hiện vào cuối tháng 11 đầu tháng 12 năm nay về việc cơ quan này sắp cho đổi tiền, nhưng thị trường và xã hội vẫn không bớt bị hám ảnh về một tương lai tiền đồng trượt giá thê thảm. Bằng chứng đang hiển hiện là bất chấp thị trường bất động sản từ Bắc Chí Nam vẫn tồn kho vài ba chục ngàn căn hộ cùng đất nền bao la, vẫn xuất hiện một dòng tiền chảy vào khu vực này trong những tháng qua. Bằng chứng rõ ràng hơn là xu hướng người dân đã rút tiền tiết kiệm để mua đất đang tăng dần với lý do hết sức đơn giản ôm đất thì đất còn đó, chứ giữ tiền thì chẳng biết còn lại được bao nhiêu. Đã từ lâu, chẳng có mấy người tin vào ngân hàng nhà nước bởi cơ quan này đã quá nhiều lần bất nhất về việc sát nhập ngân hàng, giảm nợ xấu ngân hàng, giảm lãi suất cho vay và còn nhiều dấu hiệu ngân hàng nhà nước liên quan mật thiết với các nhóm lợi ích ngân hàng, vàng, chứng khoán, bất động sản và ngoại tệ. Cách đây 30 đến 40 năm, đã vài lần ngân hàng nhà nước kiên định bác bỏ tin đồn đổi tiền, nhưng sau đó việc đổi tiền vẫn xảy ra và làm tuyệt đại đa số dân chúng hụt hẫng, khiến đời sống bị đảo lộn một thời gian khá dài. Trong vòng gần 4 đến 5 năm trở lại đây, và một số lần thị trường chứng khoán hay bất động sản được giới đầu cơ nhằm nhẹ đánh lên, từ một ngóc ngách tối đen nào đó lại bùng ra tin đồn đổi tiền. Cho dù ngân hàng nhà nước bao giờ cũng lên tiếng phủ nhận tin đồn này, nhưng mọi việc vẫn quá trễ. Nhóm cá mập đã ăn đủ khi xả hàng lên đầu những kẻ ngờ ngạch. Còn lần này thì sao? Có lửa mới có khói. Không loại trừ những thông tin bàn bạc trong nội bộ chính phủ và ngân hàng nhà nước về kịch bản đổi tiền cho những năm tới đã bị tiết lộ ra ngoài, nơi tầm ngắm của các nhóm đầu cơ. Một trong những nhóm đầu cơ đang tỏ ra hưng phấn là nhóm đánh lên đô la và vàng. Trong những ngày qua, giá đô la trong ngân hàng và chợ đen bất thần tăng mạnh, được lý giải là tăng theo thế giới, còn giá vàng trong nước thêm một lần nữa chênh cao hơn giá vàng thế giới đến hơn 4 triệu đồng. Nhưng cứ nhìn vào cách ứng xử mập mờ và bất nhất của ngân hàng nhà nước, nhiều người nhận ra đợt tăng đô la và vàng lần này là một cú đánh lên của nhà cái. Một lần nữa, giới quan chức lãnh đạo của Ngân hàng Nhà nước tuyên bố quyết tâm chính trị về việc sẽ tung quỹ dự trữ ngoại hối lên đến 40 tỷ đô la để cân bằng thị trường ngoại tệ. Song giá đô la chợ đen đã vọt mạnh qua mốc 23.000 đồng một đô la. Chẳng ai xa lạ gì xứ Việt Nam thời tư bản hoang dã, bối cảnh kinh tế đang suy yếu và suy sụp. Các thị trường chứng khoán bất động sản hầu như tê liệt, chỉ còn vàng và đô la. Nếu không đánh lên đô la và vàng thì nguyên năm 2016 sẽ chẳng làm ăn được gì. Tháng 8 năm 2015 cũng có một đợt đánh lên đô la và vàng. Và theo một quy luật nào đó thì mỗi năm cần phải tạo ra một đợt tăng giá giả tạo. Rất có thể nhóm đầu cơ đô la đã lợi dụng kịch bản đổi tiền để tung tin đồn đổi tiền, khiến thị trường ngoại tệ xáo động mạnh và làm cho bà con nháo nhào đổ tiền đồng ra để mua đô la và vàng. Niềm an ủi duy nhất dành cho chữ uy tín còn lại của ngân hàng nhà nước khi thông báo bác tin đổi tiền là khách quan một xét hiện thời chưa có lý do nào đủ thuyết phục để đổi tiền. Lý do cấp bách nhất để tiến hành đổi tiền là mức độ trượt giá ngoài tầm kiểm soát của đồng nội tệ so với ngoại tệ mạnh. Trong hai đợt đổi tiền năm 1978 và năm 1986, lạm phát ở Việt Nam đều tăng vọt từ 50% đến 700%. Chiến dịch giá lương tiền được chủ sướng bởi Tố Hữu, một nhà thơ đi làm chính trị và tệ hơn nữa là điều hành kinh tế đã khiến cả xã hội kinh hoàng. May mà hồi đó mới giải phóng nên vị thế của những người cộng sản vẫn chưa mấy suy chuyển. Chứ nếu thời này mà lạm phát vài trăm phần trăm và lại cộng thêm một ủy viên Bộ Chính trị như Tố Hữu thì không biết sự thể sẽ hỗn loạn đến đâu. Còn hiện thời, tình hình vẫn tạm nằm trong vòng tay kiểm soát của chính quyền. Trừ năm 2011 là thời điểm mà chính quyền buộc phải thừa nhận tỷ lệ lạm phát đã lên gần 20%, trong khi mặt bằng giá cả thực tế lên ít nhất gấp rưỡi, mức lạm phát năm 2016 chỉ khoảng 5% theo báo cáo của chính quyền. Tuy nhiên, theo ước tính thực tế của một số chuyên gia độc lập cùng các bà nội trợ phải đi chợ hàng ngày, mức trượt giá của đồng Việt Nam có thể lên đến 30% trong năm 2016. Tuy thế, 30% vẫn chưa phải là cái gì quá đáng. Cho dù vì thế mà tăng trưởng GDP thậm chí có thể âm dữ dội, một trong những sở đoàn của ngân hàng nhà nước là cần thiết thì in tiền, và càng cấp bách thì in càng nhiều tiền. Không phải ngẫu nhiên mà sau lời than thở chưa từng có của Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh vào cuối năm 2015, ngân sách chỉ còn 45.000 tỷ đồng mà không biết chi cho cái gì. Từ đầu năm 2016 đến nay, nhiều cán bộ hưu trí cho biết, họ nhận lương hưu bằng tiền mệnh giá 500.000 đồng mới chắc chắn chưa qua lưu hành. Cũng nhiều người chắc mẩm là loại tiền này chỉ mới được in ra cấp thời. Không có gì lạ, trong lúc các báo cáo vẫn cố nén mức lạm phát dưới 5%, giá cả nhiều mặt hàng ngoài chợ vẫn tăng đều đặn từ 30 đến 50% mỗi năm thậm chí vào những thời điểm xảy ra bão lũ hoặc có tin tăng lương cơ bản cho công nhân viên chức, chợ búa lại sốt hàng với những cú nhảy vọt gấp đôi. Nhưng với ngân hàng nhà nước, vẫn còn một số yếu tố nữa để có thể giúp đôi chút cho nhiệm vụ bình ổn tỷ giá. Đó là kho dự trữ ngoại hối của Việt Nam đã tăng đến 40 tỷ đô la. Tuy con số 40 tỷ đô la này vẫn chưa hề được ngân hàng nhà nước công khai về kết cấu của nó, bao nhiêu đô la, bao nhiêu vàng, bao nhiêu trái phiếu quốc tế, Song đây là một yếu tố tâm lý mà không làm cho thị trường ngoại tệ quá khan đô la, do đó có thể duy trì nhiệm vụ kiềm chế lạm phát. Nhưng kho dự trữ ngoại hối quốc gia không phải là bất biến, càng không phải là cái thùng không đáy. Vào cuối năm 2015, kho dự trữ này đã tuột từ 38 tỷ đô la xuống còn 30 tỷ đô la. Dù ngân hàng nhà nước không dám đưa ra bất kỳ giải thích nào cho hiện tượng không cánh mà bay này, nhưng rất nhiều người nghi ngờ về tình trạng thâm lạm và cạn kiệt ngân sách đã khiến chính phủ phải vay mượn vô tội vạ từ quỹ dự trữ ngoại hối. Một trong những bằng chứng hiển nhiên lộ ra từ cơ chế vay mượn này là Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng đã từng chỉ đạo Bộ Tài chính vay 1 tỷ đô la từ Ngân hàng Nhà nước để bù đắp khó khăn ngân sách. Thế nhưng từ năm 2014, quỹ dự trữ ngoại hối đã không còn được chia năm xe bảy thoải mái như trước. Từ năm 2014, chính phủ Việt Nam đã thực sự bước vào nhiệm vụ chuyên trách trả nợ nước ngoài. Nhiều khả năng trong nguyên năm 2016, Ngân hàng Nhà nước phải gom đô la từ các ngân hàng thương mại và nguồn trôi nổi trên thị trường để có đủ 12 tỷ đô la trả nợ cho các chủ nợ quốc tế và trong nước theo đúng lịch thanh toán. Trong lúc đó, kinh tế Việt Nam lại đang đối mặt với đủ vấn đề nợ công, nợ xấu, ngân sách và lạm phát. Nhưng nếu lạm phát những năm sau vẫn tiếp tục tăng đều đặn như năm 2016, khả năng đổi tiền có thể xuất hiện vào cuối năm 2017 hoặc sang năm 2018. Mà kịch bản lạm phát vượt mặt lại khá dễ xảy ra. Chưa xét đến xu thế tăng dần, lập kỷ lục và có vẻ khá ổn định của đồng đô la Mỹ. Cú trượt giá về đáy 8 năm của đồng nhân dân tệ mà do đó đồng Việt Nam bắt buộc phải bị trượt giá theo. Tình trạng suy thoái kinh tế còn lâu mới ngóc đầu lên được ở Việt Nam sẽ khiến các khu vực sản xuất và kinh doanh tiếp tục đình trệ. Nguồn thu thuế từ doanh nghiệp và từ dân giảm mạnh, càng sinh thêm nạn in tiền bừa bãi và kích thích lạm phát. Trong quan cảnh đó, nếu hệ thống ngân hàng bị bùng vỡ một bộ phận và tệ hơn nữa là dẫn đến phản ứng dây chuyền trong phần lớn hệ thống này, sẽ không còn có gì có thể kìm giữ tương lai của khủng hoảng kinh tế. Khi đó, đổ tiền sẽ chỉ là một trong những nhiệm vụ cấp bách phải làm, nhưng có khi chỉ là chuyện nhỏ nếu so sánh với nguy cơ tồn vong của chế độ, như nỗi lo lắng khôn nguôi của Tổng bí thư Trọng và ekip tư bản cuồng nhiệt của ông. Blog của nhà báo Phạm Trí Dũng là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.